Tổng Lãnh Thiên Thần. Kinh Thánh cho chúng ta biết có ba Tổng Lãnh Thiên Thần điều khiển toàn thể các thiên thần hầu cận Thiên Chúa trên thiên đàng và làm những công tác được Thiên Chúa ủy thác giữa nhân loại trên trần gian. Các vị là thụ tạo được Thiên Chúa tạo dựng như con người và các thụ tạo khác. Nhưng khác con người, các thiên thần không có xác, chỉ có hồn. Có ba Tổng Lãnh Thiên Thần. Gabriel, tiếng Do Thái, Gaba nghĩa là mạnh mẽ, sức mạnh, và En nghĩa là Thiên Chúa. Gabriel là sức mạnh của Thiên Chúa, cũng có nghĩa gần kề Thiên Chúa. Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel là người ở gần Thiên Chúa và là sức mạnh của Thiên Chúa. Gabriel là sứ thần của Thiên Chúa được nhắc đến trong sách Daniel chương 8 câu 16. Cũng sứ thần này đã đến gặp ông Zacharia, cha của Thánh Gioan Tẩy Giả, khi ông đang dâng hương trong đền thờ để báo cho ông biết Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin. Bà Elizabeth và ông sẽ sinh cho ông một con trai và ông phải đặt tên cho con là Gioan. Ông sẽ được vui mừng hớn hở và nhiều người cũng được hỷ hoan ngày con trẻ chào đời, vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Cũng sứ thần Gabriel đã đến gặp Đức Trinh Nữ Maria trong buổi truyền tin. Thưa bà Maria, xin bà đừng sợ vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ sinh hạ một con trai và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đứng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài ngai vàng của vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Rafael, bởi tiếng Do Thái, Rafa nghĩa là cứu chữa. Thiên Chúa cứu chữa là ý nghĩa tên của Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael. Sách Tobia đã tường thuật chi tiết cuộc đối thoại giữa Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael và cha con ông Tobit. Tôi sẽ tỏ cho ông và con ông biết tất cả sự thật, không giấu giếm chi. Tôi đã tỏ cho cha con ông biết rồi và đã nói, giữ bí mật của vua là điều tốt đẹp, nhưng công trình của Thiên Chúa thì phải bày tỏ để tôn vinh người. Hãy biết rằng, khi ông và cô Sarah cầu nguyện, chính tôi đã tiến dâng những lời cầu nguyện đó lên trước nhan vinh hiển của Đức Chúa để xin Chúa nhớ đến hai người. Tôi cũng làm như vậy khi ông chôn cất người chết và khi ông không ngại trỗi dậy, bỏ dở bữa ăn để đi chôn cất người chết. Bây giờ tôi được sai đến bên ông để thử thách ông. Thiên Chúa cũng sai tôi chữa lành cho ông và cô Sarah, con dâu ông. Tôi đây là Raphael, một trong bảy thiên sứ luôn hầu cận và vào chầu trước nhan vinh hiển của Đức Chúa. Michael, tiếng Do Thái có nghĩa ai bằng Thiên Chúa. Sách Daniel viết, thời đó Michael sẽ đứng lên, người là vị chỉ huy tối cao, là đấng vẫn thường che chở dân người. Đó là thời ngặt nghèo chưa từng thấy từ khi có các dân cho đến bây giờ. Thời đó dân ngươi sẽ thoát nạn, nghĩa là tất cả những ai được ghi tên trong cuốn sách của Thiên Chúa. Sách Khải Huyền nói về Tổng Lãnh Thiên Thần Michael. Bây giờ có giao chiến trên trời. Thiên thần Michael và các thiên thần của người giao chiến với con mãng xà, cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến. Nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa. Con mãng xà bị tống ra. Đó là con rắn xưa mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc thiên hạ. Nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó. Trong thư của Thánh Giuđa, khi nói về lộng ngôn, Thánh nhân đã viết, khi bàn cãi và tranh luận với quỷ về thi hài của ông Mô-xê, ngay cả Tổng Lãnh Thiên Thần Michael cũng không dám đưa ra một phán quyết nào phạm đến nó, mà chỉ nói, xin Chúa trừng phạt ngươi. Nhưng họ lại nói phạm thượng đến những điều họ không biết. Mừng kính các Tổng Lãnh Thiên Thần, chúng ta không chỉ mừng xuông cho có và kính nhi viễn chi, nhưng sắc tín sứ vụ trung gian giữa Thiên Chúa và chúng ta khi các ngài là sứ thần của Thiên Chúa được sai đến gặp con người, đồng thời khẳng định sự gần gũi và đồng hành ân cần, yêu thương của các ngài với chúng ta. Được Thiên Chúa sai đến với con người để thực hiện ý muốn của Thiên Chúa với con người, các ngài luôn mang Thiên Chúa đến với con người và truyền tải hồng ân từ trời xuống thế giới. Vì Thiên Chúa là đấng toàn năng,
sứ thần Gabriel đã được sai đến với sức mạnh của Thiên Chúa để thực hiện trên con người những việc mà con người không thể làm được. Nhưng đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Đức Maria đã sửng sốt thưa lại với sứ thần Gabriel: "Việc ấy xảy ra thế nào được, vì tôi không biết đến chuyện vợ chồng." Và sứ thần đã trấn an trinh nữ bằng sức mạnh toàn năng của Thiên Chúa: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa." Vì Thiên Chúa là đấng cứu chữa, sứ thần Raphael đã được sai đến để cứu chữa ông Tobit và Sarah con dâu ông, như lời xác quyết của Tobia, chồng cô Sarah, khi thưa với Tobit cha mình: "Thưa cha, biết trả anh ấy bao nhiêu bây giờ, dù con có đưa cho anh ấy phân nửa những gì anh ấy đã mang về với con cũng không bị thiệt. Anh ấy đã đưa con về mạnh khỏe, chữa cho vợ con, đem bạc về với con và đã chữa cha lành bệnh. Con phải trả thêm cho anh ấy bao nhiêu nữa?" Anh ấy chính là sứ thần Raphael của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là đấng chủ tạo trung tín, luôn giữ lời hứa yêu thương, che chở, bảo vệ các thủ tạo của Ngài, nên Michael được sai đến bênh vực dân Thiên Chúa trong mọi cảnh huống ngặt nghèo, khó khăn, thử thách. Trong cuộc giao chiến với Lucifer và bè lũ thiên thần phản loạn, nghĩa là nhóm muốn hủy bỏ giao ước yêu thương, cứu độ của Thiên Chúa với loài người, Tổng lãnh thiên thần Michael cùng với các thiên thần trung tín đã chứng tỏ uy quyền và lòng trung tín của Thiên Chúa đối với các thủ tạo khi dẹp tan cuộc phản loạn. Như thế, với ba tổng lãnh thiên thần là những vị kề cận phụng sự bên nhan vinh hiển, Thiên Chúa đã tỏ cho chúng ta biết Ngài là Thiên Chúa của sức mạnh yêu thương, Thiên Chúa đấng cứu chữa cứu độ và Thiên Chúa trung tín với lời hứa bênh đỡ bảo vệ dân Ngài. Với chúng ta, các thiên thần không chỉ là sứ thần của Thiên Chúa để loan báo tin vui, tin chữa lành, tin cứu độ, tin bình an, mà còn là đứng hộ thủ bản mệnh với sứ vụ chỉ đạo, dẫn dắt, khuyến dụ, ủi an, nâng đỡ. Và hơn thế nữa, chính các ngài bầu cử và chuyển lời cầu xin của chúng ta lên trước nhan Thiên Chúa, như tổng lãnh thiên thần Raphael đã nói với ông Tobit: "Hãy biết rằng, khi ông và cô Sarah cầu nguyện, chính tôi đã tiến dâng những lời cầu nguyện đó lên chức nhan vinh hiển của Đức Chúa để xin Chúa nhớ đến hai người. Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con các thiên thần và xin cho chúng con biết yêu mến, tri ân các ngài. Hơn ai hết, các ngài biết hạnh phúc thiên đàng lớn lao thế nào và không ngừng mong ước, thúc bách, giúp đỡ chúng con đạt được hạnh phúc đời đời ấy bằng hiện diện, yêu thương và đồng hành huấn dụ, nâng đỡ chúng con trên suốt hành trình dương thế." Lãnh thiên thần Michael, lạy tổng lãnh thiên thần Raphael, lạy tổng lãnh thiên thần Gabriel, xin giữ gìn con suốt đời, xin ban hồng ân của Ngài cho giáo hội và cho chúng con. Raphael, 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 Raph
Lãnh Thiên Thần.